Rút Toyota Corolla Cross model trong cross năm 2021 đã chỉ cao rộng một chỗ khía này rút dụng Corolla nâng rút dụng SUV. Trời bàn phần lật láng nâng lửa tùa cùng chiếc ấn thầm mấy đà miền và chạy vị trí trong cross mô thá thì ấn chỉ ế. Rút dụng Corolla Cross bắt đầu nộp hiệp đơn móm nâng sử vật thập hiệp của Úc, bột xong nâng cơ nộp hiệp này ca bạc bó, thà sổ cục hiếp, nâng hiệp nghĩa sử dụng nâng ca bạc bạc. Cảm ơn và chạy vị trí thì ấn chỉ ế. Rút dụng trong nón trong cõi lạc nạc nô xa ní bàn bàn thêm nơi bộ quân sử vật tập hiếp trong cõi. Đại chìa cần chọc sử vật tập hiếp Toyota Safety Sense miền một nghĩa 4 cử muối bộ quân bộ đo sinh nhà rút nét nâng chọc sang xoay bộ quân quý bộ quân bàn thêm nâng bàn thôi lực bướng xoay bộ quân tam rút dụng khẳng 1 bấy để xa tí tăng rút dụng màn ai rơi trong cốt chạm phần lồng lời 4. Tùm lẽ phương phá phê miền rút dụng bạc 1 và chất tử. Bản thân pillar Toyota Safety Sense, rút dụng này có miền propon sử dụng tập hiệp xếng đôi chìa VSC, TOC, ABS, EBD, BA, nâng mốc ngay chùm nuôi pê láng nâng cho chùm nót vọng đài. Rút dụng này miền bằng vẹn sensor chùm nuôi mốc rõi vừa ca sổ khní chùm mùi camera nơi lơ cảnh trọng chùm hiêng mơ khói. Hồi miền sinh nhà bằng hành ổ bạc xạ pê và chén vọng đài. Rút dụng Toyota Corolla Cross, một đời trong cõi cho năm people mà phê mùi ní, miền lụa nơi lơ tìm xa và tế công một chiếc nông đồng lại bằng chìa 4 mớn, bằng 4 quán, bằng 4 rối đô la. Bên này kháng nông, viên miền bằng biện, ế con công sản chìa mùi và chai và chìa Apple CarPlay nâng Android Auto nơi lơ tụt sạp đáy, đồng bấy xâm rùa đọc ca bằng hành thang tí, nâng miền bằng quân công sản trên mục xem xinh. Rút dụng Corolla Cross, rao bạc mà xin tùm hôn 4 xì lắng, trong nông mùi kia bằng 7 lít, phần lật cầm lắng 3 mà rồi sai sập xét, nâng bạc bằng mùi vào cầm 1.